Tổng thống Hàn Quốc xin các giám mục giúp chống virus corona. Hôm thứ Năm 20 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc, người đang phải đối mặt với áp lực gia tăng do một số chính sách của ông, đã tổ chức bữa tiệc trưa với các nhà lãnh đạo công giáo và yêu cầu họ hợp tác trong việc chống virus corona. Tham dự bữa tiệc trưa của Tổng thống có Đức Hồng Y Andrew Jeom So-chung, Tổng giáo phận Seoul, Đức Tổng giám mục Hee-jin-us Kim Hee-jong của Tổng giáo phận Wonju, Đức Tổng giám mục Thaddeus Jo-won-kyu của Daegu và một số giám mục khác. Trong buổi họp mặt, Tổng thống Moon nói, chúng ta phải vượt qua virus corona, chúng ta sẽ làm hết sức mình để vượt qua khủng hoảng một cách nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Ông cho biết ông cũng dự định sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác. Giáo hội Công giáo trở thành hình mẫu trong việc ngăn chặn lây nhiễm. Theo tin từ văn phòng Tổng thống Moon đã ca ngợi Giáo hội Công giáo vì hành động nhanh chóng của họ trong việc tuân theo các hạn chế kiểm dịch của chính phủ trong đợt COVID-19 đầu tiên của Hàn Quốc vào tháng 2. Khi cả nước tìm cách ngăn chặn đợt bùng phát hàng loạt thứ hai, Tổng thống Moon, một tín hữu Công giáo, đã yêu cầu giáo hội trở thành hình mẫu trong việc ngăn chặn lây nhiễm. Ông nhấn mạnh rằng nếu các biện pháp phòng ngừa hiện tại không thành công, ông sẽ buộc phải tăng mức độ cách ly xã hội và điều này sẽ gây ra thiệt hại kinh tế vô cùng. Ông nói, tôi muốn quý vị chăm sóc tâm hồn của người dân bị đè nặng bởi COVID-19 đang kéo dài, và truyền sự can đảm và khả năng lãnh đạo cần thiết để hiệp nhất mọi người vì sự an toàn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Giáo hội cam kết hợp tác và hỗ trợ trong cuộc chiến chống virus corona. Đáp lại lời nhận xét của Tổng thống Moon, Đức Hồng Y Cheom cam kết sự hỗ trợ và hợp tác của giáo hội. Ngài nói, chúng tôi sẽ ở bên ông và khuyên mọi người thực hiện tốt phần của họ ở vị trí của họ. Hàn Quốc đang chiến đấu để ngăn chặn làn sóng nhiễm virus thứ hai. Cho đến nay, nước này đã có hơn 16.000 ca nhiễm và hơn 300 người chết vì virus. Đầu tuần này, chính quyền ra một lệnh mới cấm các buổi tụ họp tôn giáo trong nhà thờ ở thủ đô Seoul và vùng lân cận. Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội mạnh mẽ hơn tại Seoul, Incheon và tỉnh Cheongji, cấm tụ tập hơn 50 người trong nhà và 100 người ngoài trời. Các nhà thờ lại được yêu cầu cử hành phụng vụ trực tuyến. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Hee-jong cầu nguyện xin Chúa ban cho Tổng thống Moon sự khôn ngoan của vua Salomon để vượt qua virus corona và bảo đảm an ninh quốc gia.